Siêu điểm máy tính chiến Anh Kha xin chào. Ngày hôm nay thì chiếc laptop gaming Asus FX553VD sẽ ra mắt quý vị trong video này. Mới đây trên thị trường đánh dấu sự xuất hiện của GPU với GTX 1050 của Nvidia đã tạo ra một cơn sốt vô cùng nóng trong giới game thủ toàn cầu. Thì nay kiến trúc Pascal mới này cũng đã xuất hiện trên máy tính chơi game FX553. Vâng, FX553VD là một trong những mẫu laptop gaming mới ra mắt của Asus, đánh vào phân khúc giá tầm trung khoảng 20 triệu đồng. Chiếc máy nổi bật với bộ vi xử lý Intel thế hệ thứ 7 mới nhất và đồ họa GTX 1050 mạnh nhất trong một thiết kế mỏng nhẹ vừa phải. Asus FX553 cho phép bạn có thể làm việc hiệu quả từ bất cứ nơi đâu. Sự kết hợp giữa vỏ nhựa được thiết kế hài hòa với hoa văn hình vi mạch điện tử trông đẹp và ngầu, rất là đậm chất game thủ. Phía bên trong máy, tông màu đen chủ đạo vẫn được giữ nguyên cho cảm giác mạnh mẽ và nam tính. Asus FX553 sở hữu một bàn phím được thiết kế đặc biệt với các phím dạng checklist, đầy đủ cụm phím số và đèn nền màu đỏ cùng với hành trình phím lớn 2,5mm cho trải nghiệm nhấn chắc chắn. Cụm phím chơi game WASD được chiếu đèn nổi bật và các phím mũi tên tách biệt cho khả năng điều khiển và nhập liệu chuẩn xác trong các phiên chơi game kịch tính. Bàn di chuột của máy được bao viền màu cam có kích thước lớn. Được thiết kế dày và có khối lượng khoảng 2,5kg nhằm đảm bảo hiệu suất vận hành cũng như khả năng làm mát trong nhiều giờ liên tục của sản phẩm. Tuy vậy cũng sẽ cần phải cân nhắc nhiều nếu như bạn là một người dùng hay phải di chuyển hoặc là nữ. Ngoài ra thì hệ thống Cooling Overboost cho phép ép xung làm tăng tốc độ quạt gió giúp bạn chơi game mát lạnh giữa những trưa hè. Phía bên trái chúng ta sẽ có cổng LAN, HDMI, USB 3.0, USB Type-C và combo jack âm thanh. Có thể thấy rằng vị trí bố trí cũng khá là thuận tiện cho người sử dụng. Cạnh phải thì bao gồm một ổ đĩa quang DVD và một cổng USB nữa. Màn hình của FX553VD có kích thước 15.6 inch, độ phân giải lên tới Full HD, nhưng chỉ dừng lại ở tấm nền TN mà thôi. Màn hình còn được phủ một lớp nhám chống chói để bạn không bị lóa mắt. Mặc dù là mẫu laptop gaming tầm trung, nhưng cấu hình của FX553 lại khá là cao. Bắt đầu với Core i5 chip HQ4x8 luồng, thế hệ Kaby Lake mới nhất hiện nay. Asus FX553 đi kèm với 8GB bộ nhớ RAM DDR4 có khả năng nâng cấp tối đa lên 32GB. Điểm nhấn quan trọng của chiếc laptop này chính là chip xử lý đồ họa tầm trung Nvidia GeForce GTX 1050 4GB GDDR5. Chiếc laptop này cũng có 1TB lưu trữ và có khe nâng cấp SSD chuẩn PCI. Cấu hình trên gần như là có thể chiến game khá tốt nhưng vẫn còn tùy thuộc vào cách bạn thiết lập đồ họa trong game. Qua trải nghiệm thì đây chính là chiếc laptop đủ để giải trí những game nặng ở thiết lập đồ họa cao nhất. Sau cùng, FX553VD có thể là một chiếc laptop chơi game phổ thông với cấu hình mạnh, hiệu năng cao, bàn phím tốt, thiết kế bắt mắt và hợp với sinh viên. Model FX553 hiện đang có khoảng giá 19 triệu đồng đi kèm với rất nhiều quà tặng đang chào đón tại An Khang. Siêu thị máy tính An Khang cảm ơn bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại!